đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào? Cha đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ bỏ con rồi. Cha đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào? Cha ơi, cha đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ bỏ con rồi. Đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ bỏ con rồi.